mỗi ngày một bài học cảm ơn câu chuyện thái độ chấp hành tốt xuất phát từ lòng biết ơn tổng giám đốc một khách sạn nổi tiếng thế giới nói tôi muốn mỗi người làm việc trong khách sạn này có thể chủ động suy nghĩ và tự giác làm việc chứ không phải theo mệnh lệnh một cách máy móc nguyên tắc của khách sạn là giúp nhân viên trở thành người có tâm trạng vui vẻ để họ có thể tự do thoải mái làm việc họ cho là đúng Người nhân viên chúng tôi gặp ở đây nói rằng 25 năm nay anh đã quen với mấy ngàn vị khách từng ở khách sạn này và còn có thể nhớ tên họ. 25 năm nay luôn say mê công việc của mình, tất cả những thứ anh làm đều thuận theo lẽ tự nhiên. 25 năm nay cấp trên chưa hề ra lệnh cho anh, chỉ những nhân viên tự nguyện chấp hành kỷ luật lao động thì mới đạt hiệu quả cao trong công việc nếu người lao động phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của mình trong quá trình thực hiện tích cực tìm các biện pháp giải quyết các vấn đề thì có thể thực hiện được trách nhiệm đó tới nơi tới chốn khi nhân viên biết ơn công ty thì họ mới có thể tình nguyện thực hiện công việc một cách tốt nhất lời tổng kết từ câu chuyện lòng biết ơn khơi dậy tinh thần yêu nghề từ đó giúp mỗi nhân viên không ngừng nâng cao năng lực làm việc của bản thân